Thưa anh em, đây là chiếc máy in M28A. Hôm nay thì mình sẽ thử nghiệm thực tế cái khả năng in liên tục của chiếc máy in này và thử tính năng photocopy của M28A. M28A đang là máy in laser đa năng nhỏ nhất thế giới. Chiếc máy này có tốc độ in theo nhà sản xuất công bố là 18 trang một phút. Và bản photocopy đầu tiên sẽ mất là 12 giây. Như thế thì theo như tính toán, chúng ta photocopy đi 90 bản thì chúng ta sẽ mất khoảng 5 phút rưỡi. Bây giờ thì Quang sẽ thử làm cái việc đó và sẽ quay video clip lại để kiểm tra. Như các bạn đang thấy ở đây thì cái mặt scan của M28A là mặt kính tràn viền với hai cạnh tràn viền. Như thế này, cái thiết kế này sẽ giúp cho việc là bạn đặt cái bản scan vào đây và lấy ra sẽ không bị quăn cái mép giấy. Đây là một cái điểm rất nhỏ nhưng là tạo cái sự tiện lợi lớn cho người sử dụng. Ở đây thì Quang đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy để làm cái bản gốc cho việc photocopy. Đây các bạn có thể nhìn thấy là đây là cái trang này là đã in kín giấy rồi, chứ không phải là 5% độ phủ như là nhiều hãng khác đã công bố. Chúng ta sẽ thử luôn. Mặc định Quang đã đặt là 90 trang photocopy rồi. Giờ mình chỉ có đặt tờ giấy vào, đóng nắp. Và ở bên cạnh Quang là máy tính của Quang. Thì khi mà chúng ta dùng thì chúng ta sẽ bắt đầu photocopy, chúng ta sẽ bật cái đồng hồ bấm giờ ở đây để xem là cái thời gian nó có đúng không. Chúng ta bắt đầu bấm nút photocopy. Rồi, máy đã bắt đầu hoạt động rồi. Chúng ta sẽ bấm giờ. 90 bản photo liên tục. Tất nhiên là 90 bản photo bình thường ở trong trường hợp thực tế thì sẽ rất ít khi chúng ta photo nhiều đến như thế. Nhưng đây là Quang đang thử nghiệm cái khả năng tối đa của cái máy in này xem là nó được như thế nào. Với khay giấy da của máy in này là 100 bản thì có nghĩa là chúng ta photocopy đến 90 bản đã là gần như là 100% khả năng của máy rồi. Có việc là sự lựa chọn 90 tại vì là với tốc độ 18 trang một phút thì chúng ta sẽ tính là 5 phút là 90 bản để cho nó dễ tính, dễ tăng thời gian. Rồi, gần 1 phút và tốc độ in vẫn đang rất là đều đặn, rất bình thường. Chiếc máy M28A này là máy in laser đa năng nhỏ nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Như các bạn đang thấy ở đây thì chiều dài và chiều rộng của nó chỉ hơn tờ giấy A4 một chút. Và chiều cao ở đây là 19,9 cm, tức là cao hơn chiếc iPhone XS Max một chút thôi. iPhone XS Max cộng thêm một cục sạc thì sẽ dày bằng như thế này luôn. Cái clip này sẽ kéo dài khoảng 6 phút. Chúng ta sẽ chờ xem là cái máy in này có hoạt động được đúng như là chúng ta đang mong đợi không. Rồi, đã có một cái khoảng trễ rất nhỏ, khoảng 4 đến 5 giây. Nhưng mà không sao, cái này chúng ta sẽ chờ. Miễn là sau 5 phút chúng ta đủ 90 bản thì tức là máy hoạt động đủ tốc độ 18 trang một phút, rất nhanh. Đấy, khay giấy bắt đầu đầy rồi đó. Tôi sẽ lấy bớt ra. Ở đây thì vì cái điều kiện setup nó hơi hẹp một chút cho nên là tôi sẽ không mở.
ngay khi mà chiếc máy in này dừng in thì tôi sẽ bấm đồng hồ dừng lại để xem là nó có đạt được cái thông số là 5 phút 15 giây cho 90 bản photocopy liên tục không. 4 phút 59 rồi, 5 phút và vẫn đang in, không biết là nó có được không ạ. Năm phút 10 giây. Và những bản in cuối cùng. Rồi. Đã xong ạ. 5 phút 22 giây. Như các bạn đang nhìn thấy ở đây là 5 phút 22 giây là chúng ta có 90 bản photocopy liên tục trên máy in M28A với thời gian cho bản scan và copy đầu tiên là mất 12 giây thì tổng thời gian là 5 phút 22 giây cho 90 bản photocopy là đúng như thông số của nhà sản xuất và rất là nhanh, rất bền bỉ. Cảm ơn các bạn. Em live stream đâu mà anh có gì đấy.